Nguyệt Sơn. Bắt sống. Chết tiệt, thằng nhóc này dám hạ độc cơ, giờ thì thấy nhân tộc xảo quyệt rồi chứ. Đúng là không nên nương tay với thằng nhóc này mà. Chết rồi, trưởng lão, hình như ta không ngửi thấy gì nữa rồi. Ta cũng vậy, mũi không ngửi được gì nữa. Sơn Trang Thần Hỏa có một hiệu thuốc ở cách đây không xa, để ta đưa ngươi đi. Hôm nay ta sẽ sử dụng kiếm của ông ngoại ta để dọn sạch Sơn Trang thay chồng. Nhát kiếm này là để chồng nếm thử nỗi đau bị lấy máu mà ông ngoại ta phải chịu năm đó. Nhát kiếm này là vì những tổn thương mà bác Ngọc Bình đã phải chịu đựng nhiều năm qua. Tiếp theo, là để trả thù cho cha mẹ ta. Năm xưa ông lang thang đầu đường xó chợ, được ông ngoại ta cứu giúp, nhận làm đệ tử và hết lòng dạy bảo. Chỉ việc này thôi là chứng tỏ ông trời không đối xử tệ với ông rồi. Ông là người kiên cường và chăm chỉ, đủ để tự mình tạo dựng sự nghiệp do ông tham lam phú độ có ngày hôm nay, đều là do chính ông gieo gió gặt bão. Phải rồi, ông cũng nên đếm thử cảm giác của thần hỏa mà ông tốn bao công sức mới đánh cắp được chứ nhỉ. Kim Nhân Phượng, tội của ngươi không chỉ có vậy. Kim Nhân Phượng, lúc trước ngươi dùng tình yêu để lừa dối Tiểu Đàm, mượn tay cô ấy để lấy được máu, sau đó liền giết hại cô ấy một cách tàn nhẫn. Hôm nay ta phải tự tay lấy lại linh huyết trong người ngươi hộ cho cô ấy. Đừng! Thuốc này được làm từ máu của địa yêu, có thể giúp người bị mất máu nhanh chóng tạo máu. Nhưng mà đó là máu của chính ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là một hỏa thần không hề có thần hỏa. Đừng! Kim Nhân Phượng, đừng sợ, ta không giết ông đâu. 20 năm trước, ông chỉ là kẻ ăn mày. Ta sẽ ném ông về lại đầu đường xó chợ. Ta muốn khiến chồng đau khổ tột cùng. Ta muốn ông phải suy ngẫm xem mấy năm nay ông đã làm sai những gì. Đúng là ngay từ nhỏ mẹ của ta đã ham chơi và tham ăn. Đúng là mẹ ngươi rất lạc quan, dù gặp biến cố thì vẫn vui tươi phóng khoáng. Mẹ ta còn thích khoác lác nữa. Khi ta còn nhỏ, mẹ thường khoe là lúc nhỏ mình chăm chỉ như thế nào. Nếu ngươi tiếc nuối đến vậy thì chi bằng ở lại Sơn Trang Thần Hỏa đi. Đây cũng là nơi mẹ ngươi lớn lên. Nhưng đời ta lớn lên là Đồ Sơn. Yêu Tiên tỷ tỷ, chúng ta về Đồ Sơn đi. Tam thiếu gia Ngạo Lai có người trong lòng. Đã bảo cô đừng đọc nữa mà, chắc bây giờ cô cảm thấy khó chịu lắm chứ gì. Tại sao ta phải cảm thấy khó chịu? Bao nhiêu năm nay
Tam thiếu gia của chúng ta luôn cô đơn lẻ loi. Nếu có một người biết và hiểu Quỳnh ấy ở bên thì chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Không phải cô thích Tam thiếu gia Ngạo Lai à? Ta là người sùng bái Quỳnh ấy, ta muốn nỗ lực bảo vệ sáu cõi như Quỳnh ấy. Cô sùng bái hắn mà cô không tò mò là hắn thích ai sao? Vừa hiên ngang vừa khiêm tốn, vừa rực rỡ như mặt trời, vừa lạnh lẽo như băng giá. Khóa đa Tam thiếu gia của chúng ta thích một mụ điên à? Đúng là biết chọn thật. Linh điệp của ai thế? Kim Nhân Phượng truyền tin cho Hồ Yêu ở Đồ Sơn. Giờ hắn cầu xin yêu tôn cho mình. Như vậy là trong Đồ Sơn có gian tế của Thạch Cơ à? Sao Kim Nhân Phượng có được lông và tóc của ta để thực hiện thuật ác mộng? Cũ vẫn chưa tìm ra yêu tộc đã giết hại Bố Thái ở Bắc Sơn không lâu trước đây. Yêu Tiên tỷ tỷ, tỷ có kế hoạch gì không? Ta vất vả chờ đợi mấy trăm năm mới có thể đắp nặng lại cơ thể từng chút một. Dày vò ta chịu đựng mấy trăm năm này chỉ là để yêu tộc Đồ Sơn ta có thể xưng bá sáu cõi, không bị nhân tộc chèn ép nữa, không cần phải co cụm ở trong Đồ Sơn. Tất cả những chuyện ta làm đều là vì tốt cho Đồ Sơn. Còn cô thì lại nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta chỉ vì ham muốn cá nhân của mình. Mà bà đã giết hại biết bao người cùng tộc. Tất cả những việc bà làm chỉ khiến sinh linh hai tộc Nhân và Yêu rơi vào cảnh lầm than thôi. 400 năm trước ta từng ngăn cản bà, hôm nay ta cũng sẽ ngăn cản bà như thế. Nói nhiều vô ích. 400 năm trước cô phản bội ta, hôm nay thù cũ nợ mới, ta tính luôn một lần. Ta sẽ bắt cô phải chết không chỗ chôn. Chết đến nơi mà không biết hối cải. Chết ư? E rằng người chết lần này là cô đấy. Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại tỷ tỷ, phản bội Đồ Sơn. Sao lại trốn ở đây một mình vậy? Ta không khóc vì con hồ ly vong ân bội nghĩa đó đâu. Ta bị gió bụi làm mờ mắt thôi. Vì cậu ta thì có sao đâu.
Thật ra nghĩ kỹ thì Quá Quá đã sống chung với chúng ta rất lâu. Cậu ta đã là một phần của Đồ Sơn từ lâu rồi. Cậu ta thành ra như bây giờ, ai thấy cũng khó chịu cả. Thật sao? Thật chứ. Nếu không phải hôm đó cậu ta mắng ta, thì chắc chắn ta đã khóc một trận với cô rồi. Chẳng phải Tài Quynh cứ bắt nạt cậu ta sao? Nói tới nói lui cũng là lỗi của ta. Nếu hôm đó ta không cứu cậu ta thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Cô bé ngốc, từ đầu đến giờ cô không hề sai gì cả. Lúc đó cậu ta may mắn có cô cứu cậu ta, cô không có lỗi. Mãi đến sau này cậu ta làm hại Đồ Sơn, cô giết cậu ta, cô càng không có lỗi. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ, bao gồm cả nhân tính, đều là thứ chúng ta không thể khống chế. Chuyện duy nhất mình có thể làm là giữ vững lòng, gặp điều tốt thì phát huy, gặp kẻ ác thì trừng trị. Quynh thành thạo nhỉ, hay dẫn người ta đi ngắm mặt trời mọc lắm hả? Đương nhiên là không rồi, nàng là người đầu tiên đấy. Ta thích nàng. Nhã Nhã, còn nàng thì sao? Ta biết xưa nay nàng vẫn thích Tam thiếu gia Ngạo Lai. Trong lòng ta, dù Tam thiếu gia có tốt đến mấy thì cũng không sánh bằng A Lai. Chàng nghe rõ đây, người trong lòng ta là A Lai. Hay là treo lên cửa sổ đi. Yêu Tiên tỷ tỷ. Đúng rồi, thứ người đang cầm trong tay là... Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy A Lai nói cũng có lý. Biết đâu tỷ thích những thứ ta bỏ công sức ra làm thật thì sao? Nên ta đã tự tay làm một cái cho tỷ. Nhưng mà nhìn nó hơi... Không biết tỷ có thích không? Ta xem nào. Đúng là không đẹp thật, nhưng ta thích. Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Được. Yêu Tiên tỷ tỷ, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ta treo xong sẽ đi ngay. Yêu Tiên tỷ tỷ, tỷ sắp ngủ rồi sao? Sắp ngủ thì sao? Mà chưa ngủ thì sao? Nếu chưa ngủ thì ta kể cho tỷ nghe một câu chuyện nhé. Trước đây có một tên nhóc nhân tộc, cha mẹ của hắn vô cùng yêu thương hắn, đệ nhất thiên hạ. Nhóc còn đáng ghét,
vào ngày sinh thần 58 tuổi của hắn. Cha mẹ hắn bị kẻ thù hại chết. Tên nhóc đó cũng bị kẻ thù theo dõi. Hắn tưởng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ hắn gặp được một đại yêu xinh đẹp tuyệt trần. Từ giây phút hắn yêu đại yêu đó, tên nhóc không còn thấy cô đơn, cũng không còn sợ hãi nữa. Hắn sẽ luôn bảo vệ đại yêu của hắn, đời đời kiếp kiếp. Đông Phương Nguyệt Sơ ta sẽ luôn ở bên bảo vệ yêu tiên tỷ tỷ cho đến mãi mãi. Yêu tiên tỷ tỷ, tuy là tỷ đã biết tình cảm của ta lâu rồi, nhưng ta vẫn muốn trịnh trọng nói với tỷ rằng Đông Phương Nguyệt Sơ ta yêu mến Đồ Sơn Hồng Hồng. Từ nay về sau, trong cuộc đời này, phần đời còn lại và cả kiếp sau, ta đều nguyện ý luôn bên tỷ, bảo vệ tỷ. Ta không cần ngươi bảo vệ. Vì sao? Rõ ràng tối qua tỷ nói đời yêu dài đằng đẵng, với ta mà nói ngươi cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Yêu tiên tỷ tỷ, tỷ lừa ta. Ta biết tỷ có nỗi khổ của tỷ, rõ ràng tỷ có tình cảm với ta, ánh mắt của tỷ không gạt được ta đâu. Lừa người dối mình chỉ càng đau khổ hơn thôi. Ta biết người phải yêu khác biệt. Nếu ta cam lòng trở thành người qua đường của tỷ thì sao? Đã là người qua đường, cớ sao phải dừng lại? Có phải trong lòng tỷ chỉ có Đông Phương Lạc thôi đúng không? Thì ra từ đầu đến cuối chỉ là tình cảm đơn phương của ta mà thôi. Nhưng tỷ đừng quên, tỷ còn nợ ta. Nguyệt Sơ, Nhã Nhã, sao nàng lại đến đây? Không lẽ đến nàng cũng nghe nói rồi? Nói thừa, hoa tinh ở trong khắp Đồ Sơn đều đang loan tin, ta có thể không biết được sao? Sao lạnh thế này? Không lẽ thằng Tranh này đang luyện tà thuật gì đó, muốn để mình cống chết đi à? Mặc dù thái độ của tỷ tỷ dạo này có nhiều thay đổi, nhưng cũng không đến mức phải tìm đến cái chết như vậy chứ. Đây không phải tà thuật gì đâu, là lòng hắn đã lạnh lẽo đến mức này thôi. Mọi người đều nói nước mắt nam nhân không dễ rơi, nhưng nữ yêu như nàng chắc chắn không hiểu được tình cảm sâu đậm của nam yêu và nam nhân như bọn ta. Lời này của chàng nghe như là có oán giận sâu sắc lắm ấy nhỉ? Ta đâu có dám. Nguyệt Sơn, rốt cuộc hai người có biết cách làm yêu không vậy? Tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác. Cái thằng Tranh đây, Nhã Nhã tỷ ta đích thân đến dỗ cậu đấy. Cậu còn không biết điều.
cứ muốn ta tấn công một trận mới thoải mái có phải không? Thôi thôi, hắn đang tổn thương mà. Chúng ta đi thôi. Đi đi đi, đi thôi, đi thôi. Đừng chấp với hắn. Được, ta không chấp với hắn, ta chấp với chàng. Lần trước chàng bảo sửa bình rượu thành ám khí cho ta, rồi ám khí đâu? Làm 3-4 lần rồi mà đến cái ám khí cũng không làm ra được. Chẳng phải ta hiên ngang dùng độc đã quen rồi hay sao? Bỗng nhiên lại bắt ta làm một ám khí, ít nhiều gì cũng phải có chút khó khăn mà. Viện cớ. Ta nói rồi, không cần phải làm những việc như này nữa. Đây là lần cuối rồi. Yêu Tiên tỷ tỷ, đưa tay cho ta. Đây là một bí mật khác của linh huyết Đông Phương. Liên tục rửa tay bằng nước hòa lẫn với linh huyết trong 3 tháng sẽ không bị thần hỏa làm tổn thương nữa. Yêu Tiên tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi thì sẽ không còn phải sợ dương viêm thuần khiết của gia tộc Đông Phương nữa. Hơi thở vương mùi máu, miệng vết thương vẫn chưa khép lại sao? Hồi phục hơi chậm, cẩn thận từng ly từng tí thế này. Nước này được làm bằng vàng à? Còn đắt hơn vàng nữa. Tỷ cảm động rồi hả? Nếu đúng như vậy, ta muốn xin một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn Yêu Tiên tỷ tỷ thực hiện nghi lễ kết duyên giúp ta. Ta muốn xin vũ hoa từ cây khổ tình. Ta tưởng ngươi đã hiểu rõ lòng ta rồi. Đương nhiên, ta chưa bao giờ hiểu rõ như bây giờ. Ta muốn nhờ cây khổ tình chứng giám cho tấm lòng này. Ngươi làm như vậy cũng vô nghĩa thôi. Ta chỉ muốn hoàn thành chấp niệm của mình mà thôi. Xin lỗi, ta không làm được. Vì sao? Những yêu tộc khác, kể cả công chúa Bố Thái, đều có thể bày tỏ lòng mình dưới gốc cây khổ tình. Sao ta lại không được? Vì điều mà ngươi cầu sẽ không bao giờ thành. Cây khổ tình. Yêu Tiên tỷ tỷ không đồng ý xin vũ hoa thay ta. Ngươi có cảm nhận được tình cảm của ta không? Nguyện rằng mọi chấp niệm sẽ buộc lại ở đây. Nguyệt Sơ không mong gì khác, chỉ mong trăm năm sau, khi Yêu Tiên tỷ tỷ thấy bông hoa này, sẽ nhớ đến một người qua đường từng xuất hiện trong đời tỷ ấy và yêu thương tỷ ấy như vậy.
Đông Phương Nguyệt Sơn. Đây là tiệc kết duyên, chỉ thuộc về mình ngươi. Mong đời người đổi thay, sao trời hàng năm sẽ thắp sáng đường đêm cho tỷ ấy, để tỷ không bao giờ thấy buồn. Với tình này tiếng không được thở, lùi thôi cũng không xong. Sao tỷ lại đến đây? Ngươi vẫn muốn đi à? Không cần giữ lại ta đâu. Dù sao, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà. Không cần nói gì thêm đâu. Muốn đi thì cứ đi. Ngươi đi rồi, có lẽ đám Lưu Thương sẽ không nỡ. Nhưng ta thì không. Tỷ đến chỉ để nói với ta những lời này sao? Đương nhiên là không. Ta đến để lấy lại thứ mà Đồ Sơn để ở chỗ ngươi. Đây là sợi thiên địa. Nếu ngươi đã không muốn đi cùng ta, thì ta để lại sợi thiên địa này. Sau này cho dù ngươi đến đâu, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ tìm được ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Yêu tiên tỷ tỷ, với ta Đồ Sơn chính là ngôi nhà thứ hai, cho dù thế nào ta cũng không chạy trốn đâu. Yêu tiên tỷ tỷ, ta muốn cùng tỷ trải qua bốn mùa ung dung ngắm sao giữa bóng núi xanh. Có một số thứ ta đã để lại Đồ Sơn, cho dù rời đi ta cũng không thể mang theo được. Không biết tỷ tỷ thấy thằng nhóc đó nặng tình như thế thì có thay đổi quyết định không? Tỷ tỷ của nàng sẽ không làm vậy đâu. Sao chàng lại chắc chắn như thế? Là một người bạn, tất nhiên là ta không muốn tỷ tỷ của nàng hy sinh tình cảm của mình. Nhưng Quế không chỉ là tỷ tỷ của nàng, là người yêu của Nguyệt Sơn, là bạn của ta, mà còn là đại đương gia của Đồ Sơn, là người đứng đầu Yêu Minh. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Đây là trách nhiệm của Quế với tư cách là một kẻ mạnh, và cũng là cái giá phải trả. Ta không hiểu. Đợi một ngày nào đó nàng trở thành kẻ mạnh thì nàng sẽ hiểu thôi. Khi ta đến Đồ Sơn lần đầu tiên,
Ta đã rất mong là nàng có thể hiểu ra sớm một chút, nhưng bây giờ ta chỉ mong nàng sẽ không bao giờ hiểu. Không, ta muốn hiểu. Như vậy thì ta có thể san sẻ gánh nặng với tỷ tỷ nhiều hơn một chút. Nhã Nhã à, có một việc ta chưa từng nói với nàng. Ta phải rời khỏi Đồ Sơn một thời gian. Là khi nào? Đi đâu vậy? Đi bao lâu? Ta và tỷ tỷ của nàng nghi ngờ là Thạch Cơ đã câu kết với thế lực ở ngoài vòng tròn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với kết giới ư? Có lẽ vậy. Thế chàng định đi bao lâu? Nếu muốn xem xét toàn bộ kết giới thì sẽ mất khoảng 3 năm. Được. Vậy chúng ta hẹn đúng 3 năm. Ta sẽ đợi chàng về. Nàng yên tâm, chắc chắn ta sẽ mau chóng trở về. Giấc mộng Nam Kha tựa như mới hôm qua. Tỉnh mộng thấy ngàn năm đã trôi qua. Không thể ngờ được, ta chỉ nghỉ ngơi có một lúc thôi mà đã mấy trăm năm trôi qua rồi. Hồng Hồng, ta và muội đều đã trưởng thành rồi. Ân nhân, Đông Phương Lạc, Quynh tỉnh rồi à? Cảm tạ ân nhân đã ra tay cứu giúp, truyền cho ta 10 năm sinh lực. Quynh tỉnh dậy lúc nào vậy? Hồng Hồng biết chưa, mới tỉnh lại được mấy ngày. May mà Hồng Hồng tốt bụng cho tại hạ ở lại, tại hạ mới có thể tiếp tục ở lại Đồ Sơn. Quynh muốn ở lại Đồ Sơn à? Lần này Quynh đến là để cảm ơn à? Thật xấu hổ. Hôm đó linh nguyên của tại hạ tuy được ân nhân giúp đỡ, nhưng đến khi tỉnh lại không được gặp ân nhân. Nếu không phải tình cờ đi hái thuốc phát hiện gần đây có hơi thở của ân nhân, chẳng biết khi nào mới có thể trực tiếp cảm ơn. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng suốt ngày gọi ân nhân vậy nữa. Ta cứu Quynh hoàn toàn là vì Hồng Hồng. Nói như nhân tộc thì ta là cái đuôi nhỏ của Hồng Hồng. Quynh là bạn của Hồng Hồng nên đương nhiên cũng là bạn của ta. Cứu bạn là chuyện đương nhiên mà. Bạn bè, đúng thế. Đông Phương Lạc, làm bạn nhé. Được chứ. Lần đầu Quynh đến, ta tặng Quynh một món quà ra mắt. Nè, cái này nó biết hết, dù sắc thuốc hay nấu cháo. Có cái này, Quynh không cần đang chực ở Đồ Sơn nữa. Cái này, cầm lấy đi, là tấm lòng của ta. Vậy thì cảm ơn. Có thể làm bạn với một người phóng khoáng thoải mái như Quỳ Sơn thực sự là hân hạnh của Đông Phương Lạc. Thấy người bạn như ta tốt chưa? Không chỉ ta kết bạn với ngươi, ta sẽ bảo tất cả các yêu trên Đồ Sơn làm bạn với Quynh Tức. Từ nay về sau, ta sẽ dính chặt lấy Quynh không rời, cho Quynh không có thời gian mà quấy rầy Hồng Hồng. Đây là sách y thuật lần trước Quynh muốn tìm, lại làm phiền muội rồi. Nghe nói gần đây Quynh hay dạy các tiểu hồ yêu cách nhận biết thảo dược, xem ra y thuật quả có tiến bộ. Ta vừa xem vừa học thôi, thuận tiện dạy cho các tiểu hồ yêu vài điều không đáng kể. Tỷ tỷ, có chuyện gì? Gần đây Nhất Ký Minh hay có nữ đệ tử mất tích. Nội bộ Nhất Ký Minh bàn luận rất nhiều, nhưng phần lớn đều cho rằng là do yêu tộc của Yêu Minh làm. Có bằng chứng xác thực nào không? Có phải không?
Nếu họ có bằng chứng thật thì vương quyền hoàng nghiệp sẽ không ngồi yên mặc kệ như bây giờ. Nếu đã không có bằng chứng, sao lại có người cho rằng do yêu tộc gây nên? Nghe nói người đầu tiên nghi ngờ yêu tộc là gia tộc Nam Cung của Nhất Ký Minh. Gia tộc Nam Cung, đúng vậy. Nhanh chóng để trưởng lão đi điều tra rõ chuyện này. Nếu có ác yêu gây chuyện, quyết không dung túng. Dân. Kẹo hồ lô vừa to vừa ngọt đây. Cái này, thêm cái này, cái này nữa. Cái này cũng được. Lấy thêm cho tao một cái. Bán hoa đây. Mau đến xem đi. Đồ mới ra lò, thoải mái chọn nhé. Tiểu tướng công, vẫn giống như trước, hai bát hả? Dân, phiền ông. Được. Cái này đẹp này. Bên này còn nữa. Mới cả đây. Lại xem đi, lại xem đi. Cái này cũng đẹp. Số hoa này đẹp quá, đẹp thật. Tiểu tướng công, bấy lâu nay đêm nào cô cũng tới chỗ tàn bến trôi, lần nào cũng gọi hai bác. Có phải cô đang đợi ai không? Ta đang đợi một người quen cũ. Thứ cho lão đầy lắm lời, duyên đến duyên đi, có lúc hợp lúc tan. Không thể miễn cưỡng, thay vì tự làm khổ mình, chỉ bằng cậu nhìn về phía trước. Không thể miễn cưỡng. Nguyệt Sơn, trước đây muội không ăn đồ ăn của nhân tộc bao giờ cả. Nhưng bánh trôi này có vị ngon thật đấy. Ta đoán ra ngay là người đây mà. Bát này cũng là của ta. Cô muốn ăn thì tự gọi đi. Ai thèm bạc vụn của ngươi. Nhỏ nhen. Ông lão, cho thêm một bát bánh trôi. Được. Sao lần nào ngươi cũng ăn hai bát thế? Dạ dày lớn, ăn được nhiều không được à? Ngươi không tò mò tại sao ta tới tìm ngươi à? Không tò mò. Đúng thật là. Yêu đồ xanh tới tìm ta rồi. Thật à? Hồng Hồng tỷ tỷ, cô không sao chứ?
Nghe nói ngươi cảm mến đại đương gia Đồ Sơn. Không phải là thật đấy chứ? Cô ấy là yêu đấy. Yêu tộc thì đã sao? Cũng đúng. Ta điều tra án bao nhiêu năm nay, dân tộc ta gặp có khi ác lên còn nhẫn tâm hơn cả yêu tộc. Bây giờ chắc chắn ngươi không dễ chịu gì. Nếu quan tâm người ta như vậy, tại sao không qua đó? Tại sao cô lắm chuyện thế? Thói quen nghề nghiệp thôi. Tại sao yêu tiên tỷ tỷ lại lạnh nhạt với mình như vậy? Lẽ nào tỷ ấy không muốn có quan hệ gì với mình nữa thật ư? Vương quyền Hoàng Nghiệp muốn hợp tác với chúng ta, cùng bắt ác yêu. Chỉ là bắt mấy con ác yêu thôi, một mình ta là đủ rồi, không cần phiền phức vậy đâu. Không phải chứ tỷ tỷ, lẽ nào tỷ muốn hợp tác với bọn họ thật sao? Lần này Hỗn Tiên Điển Ngục xảy ra chuyện, Nam Cung Thị có nhiều điểm nghi ngờ nhất. Có điều hắn là người của Nhất Khí Minh, nên do Nhất Khí Minh xử lý. Lần này hợp tác với bọn họ cũng tiện cho những hành động sau này. Được, ta sẽ trả lời thư của họ. Chỉ là Nhất Khí Minh có nhiều thế gia môn phái, không hề thân thiện với Yêu Minh, nhưng bây giờ lại đột ngột thay đổi thái độ. Chuyện này muội lo rằng việc hợp tác lần này là một âm mưu. Có lẽ chỉ là muội nghĩ nhiều. Xảy ra chuyện gì rồi? Có tin của đoàn Xích Sa Ma Đạo rồi. Thằng ranh này, Nhã Nhã tỷ, ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu lắm rồi. Ta không có ý đó. Ngươi lại đây, yêu tiên tỷ tỷ mà cứu ta không được vậy? Người Sơn, sao Quỳnh cứ đứng chết lặng đây thế? Đi, ta đưa các người đi mở mang tầm mắt vào một phòng chợ yêu tộc. Ta nói này, thật sự không ngờ tới yêu tộc mà cũng có một khu chợ tấp nập thế này cơ đấy. Đúng đó. Khách quan, đồ của ngài đây, mời dùng. Đa tạ. Mấy vị khách quan của các ngài đây. Chưởng quầy, chúng ta không gọi mấy món này mà. Nguyên Sơn, xem ai đến này. Cậu và các đệ tử từ xa đến đây quả thật là vất vả. Chút điểm tâm và rượu này cậu cứ nhận đi, để cho các đệ tử lót dạ. Dung Dung tỷ, yên tâm, món nợ này đã được tính cho Nhất Khí Minh rồi. Dung Dung tỷ, bao năm không gặp, tỷ vẫn tính toán chi li như vậy. Đa tạ. Mọi người nhìn đây, rượu có màu gì thế này? Mọi người xem rượu có màu này có uống được không? Nói linh tinh gì thế hả? Không uống được thì trả ta. Cứ làm gì vậy? Đưa đây. Ngươi dừng tay, dừng lại đi. Lão ngư, mấy năm qua rồi mà sao ngươi vẫn nóng tính thế hả? Chẳng thay đổi chút nào. Họ không uống thì đưa ta, ta uống. Nào nào nào, ta nể mặt ngươi lắm đấy nhé. Nếu không thì hôm nay lão ngư này nhất định phải đuổi cổ mấy tên nhân tộc không biết điều này ra ngoài. Xong ngươi lại. Được rồi, được rồi, được rồi. Ăn đi, ăn đi, đừng cãi nhau nữa. Dung Dung tỷ, nào, ăn đi, ăn đi. Đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Nào, Dung Dung tỷ,
Họ mới đến, yêu tộc lần đầu vẫn chưa quen. Chuyện này tỷ đừng nói với Yêu Tiên tỷ tỷ nhé. Yên tâm, nên nói gì, không nên nói gì, ta biết rõ hơn cậu. Yêu Tiên tỷ tỷ đâu? Hiện giờ tỷ tỷ đang không ở Đầu Sơn. Cậu cứ ở trong chợ này đi, đợi tỷ tỷ về, ta sẽ thông báo cho cậu biết ngay. Không ở Đầu Sơn à? Lão hồ ly này dùng nhiều pháp thuật như vậy mà không cách nào cắt đuôi được ông ta. Rót rượu đi. Còn tiếc rẻ chút rượu đó à? Cậu đừng có quên, bao năm qua cậu đã trộm bao nhiêu rượu của lão hồ ly rồi đây. Ông nói cho rõ ràng nhé. Một nửa số rượu của ông là Hồng Hồng trộm đó. Không được nói linh tinh. Ngươi dám gọi thẳng tên Hồng Hồng vậy sao? Hơn nữa, rượu của đại đương gia còn nhiều hơn của ta, sao có thể trộm rượu của lão hồ ly này? Ngươi đừng có đổ oan, đó là vì mấy người không hiểu gì về tỷ ấy. Phải, ngươi hiểu nhất. Ngươi hiểu thì có tác dụng gì chứ? Uống rượu đi. Tứ Hỷ, nào, còn ngay ra đấy làm gì? Mời trưởng lão một ly đi, mời lên. Nào, mời một ly đi. Nào, tao mời ông một ly. Mấy người các ngươi, lại đây. Đến đây mời rượu đi. Đúng. Nào, trưởng lão, mời trưởng lão một ly. Trưởng lão uống đi. Nào, uống nhiều vào. Nào trưởng lão, ta cạn chén nhé. Rượu ngon, rót đầy vào cho trưởng lão. Uống. Hai người kia, ra đây. Trốn ta làm gì hả? Có trốn đâu. Đúng, chúng ta không có trốn. Không trốn. Không trốn thì tốt. Ta muốn hỏi các ngươi, dạo này Đông Phương Lạc có bám lấy đại đương gia không? Không. Không ư? Sao lại không được? Là đại đương gia dính lấy Đông Phương Lạc. Đúng, cứ sáng ra là đại đương gia lại đến núi Song Sinh thăm Đông Phương Lạc. Đại đương gia bận tật đó, ngay cả thời gian gặp đại diện Nhất Khí Minh là ta cũng không dành ra được. Đông Phương Nguyệt Sơn, sao thế? Còn giả bộ không quen à? Trưởng lão đâu? Tỷ cử trưởng lão tới giám sát ta à? Rốt cuộc tỷ có ý gì? Buông tay. Không buông. Hôm nay chúng ta buộc phải nói rõ ràng. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, ta, chúng ta, thôi vậy. Ta chỉ hỏi tỷ, đã đồng ý hợp tác thì sao lại gạt người của bọn ta sang một bên? Việc này ta tự có suy tính. Hiện giờ đoàn xuất ra ma đạo đã vào Khỏa Long Cốc rồi, khí độc ngập tràn bên ngoài cốc. Không biết rốt cuộc đại đương gia có suy tính gì. Không cần ngươi lo nghĩ nhiều, ta còn có việc. Vì Đông Phương Lạc mà tỷ lạnh nhạt với ta như thế sao? Một mình Quynh sống ở đây không tiện lắm nhỉ? Không hề. Mặc dù nơi này trông hơi sơ sài, nhưng có sự chăm sóc của Hồng Hồng thì cũng thoải mái, yên tĩnh. Chăm sóc? Nói vậy là Quynh đã gây phiền phức cho Hồng Hồng à? Sao trước đây ta không nghĩ đến nhỉ? Đa tạ đã nhắc nhở. Ngày mai ta sẽ bàn với Hồng Hồng chuyện đến Đồ Sơn, đỡ để cô ấy phải đi lại phiền phức. Không được. Quynh đi bàn bạc với cô ấy chẳng phải cũng là gây phiền phức cho cô ấy sao? Thế này đi, hai chúng ta là bạn mà, sau này Quynh cần gì thì cứ việc nói với ta, ta đây không sợ phiền phức. Làm phiền ngay. Hồng Hồng,
Sao ngươi lại ở đây? Thăm bạn. Lạc huynh. Lạc huynh là bạn tâm gia của ta nhỉ? Đúng vậy. Bạn nhỏ Nguyệt Sơn nhiệt tình trượng nghĩa, quả đúng là người bạn cực kỳ tốt. Hồng Hồng, muội đã dùng bữa chưa? Chẳng phải lúc nãy cậu nói ta nhanh đói lắm. Với lại pháp bảo nấu cơm của huynh còn là ta tặng cho huynh đó. Chẳng lẽ có miếng cơm mà là huynh cũng không muốn cho ta ăn? Dĩ nhiên là không. Đa tạ nhé. Bạn nhỏ Nguyệt Sơn, cậu là khách, đừng khách sáo với bọn ta. Đồ Phương Làng, huynh không nói chuyện, không ai nghĩ huynh cơm đâu. Lần này rốt cuộc ngươi đến vì chuyện gì? Ta đã nói rồi, thăm bạn thân. Thăm? Đúng rồi. Lạc huynh lấy thân mình tự thuốc để bắt ác yêu, với tư cách là đại diện nhất khí mình, tất nhiên ta phải tới quan tâm chứ. Sao ngươi lại biết chuyện này? Chỉ cần ta muốn thì chẳng có việc gì ở Đồ Sơn giấu được ta cả. Đùa ấy mà, đại đương gia đừng tưởng thật. Chỉ có điều nhất khí mình cũng có tư cách tham gia vào việc thử thuốc này. Kẻ nào hẹn ta đến đây? Ra mau. Tu vi tiến bộ rồi, xem ra 3 năm qua nàng đã rất chăm chỉ. A Lai, ta xin lỗi để nàng chờ lâu như vậy. Ta nhớ chàng lắm. Lần này chàng trở về thì không đi nữa đúng không? Ta không đi nữa. Tốt quá. Bây giờ Nguyệt Sơn đã trở về, chàng cũng về rồi, Đồ Sơn chúng ta lại vui vẻ như xưa được rồi. Nguyệt Sơn về rồi sao? Lúc trước có ác yêu thoát ra Hỗn Thiên Địa Ngục, nhất khi mình đã để hắn đại diện đến Đồ Sơn cùng bắt yêu. Nhưng với tình hình bây giờ của tỷ tỷ nàng, tốt nhất là hai người họ không nên gặp nhau. Đúng vậy, cho nên khoảng thời gian này ta và Dung Dung lo lắm. Chỉ sợ thằng nhóc kia kích động sẽ xông đến trước mặt tỷ tỷ. Nhưng vẫn may là bây giờ có trưởng lão trông chừng, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì tốt. Ta hỏi chàng, nếu có một ngày ta cũng quên chàng, chàng sẽ làm sao? Ta sẽ không để nàng quên ta đâu. Ta cũng sẽ không quên nàng. Chàng yên tâm, cho dù ngày nào đó chúng ta phải xa nhau, ta cũng sẽ không quên chàng. Đêm hôm khuya khoắt, ngồi đây làm gì? Có chuyện gì với Linh Điệp thế? Tỷ nghi ngờ ta ư? Ta tưởng tỷ lạnh nhạt với ta thôi, không ngờ tỷ lại nghi ngờ ta. Nếu đã như vậy, sao lại đồng ý hợp tác với ta? Hai tộc liên minh có lợi cho yêu tộc, cho nên tỷ đồng ý hợp tác hoàn toàn là vì yêu tộc. Không thì vì sao? Tỷ hiểu lầm rồi. Ta cũng mới phát hiện ra linh điệp đó thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin à?
Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Nam Cung Thị? Nam Cung Thị? Là sao? Nam Cung Thị cấu kết với Ác Yêu, đột kích Hỗn Thiên Địa Ngục. Ngươi có liên quan gì với việc đó? Hỗn Thiên Địa Ngục gặp nạn, có liên quan đến Nam Cung Thị ư? Trả lời ta. Ta nói thì tỷ tin à? Ngươi tưởng không nói thì ta không có cách khiến ngươi mở miệng sao? Cho dù Đông Phương Nguyệt Sơ ta vô dụng thì cũng không bao giờ bắt tay với hắn. Hắn xứng ư? Nếu đã như vậy thì đừng trách ta. Nghĩ cách cạy miệng hắn ra. Ý cô là dùng độc? Dùng độc hay dùng hình đều được. Dùng độc? Không được, không được. Thế này đi, đại đương gia cứ về trước, chuyện này giao cho ta được rồi. Cậu đó, đứng dậy đi, đại đương gia đi rồi. Nhã Nhã tỷ, được đây, ý chí cũng đáng nhỉ. Ta tưởng cậu toàn viết tên của tỷ tỷ cơ. Ta cũng muốn viết, chỉ sợ tỷ tỷ của tỷ phát hiện thì lại dùng hình với ta. Cậu đừng nghĩ nhiều chuyện không vui như vậy nữa, ăn dưa đi. Sao thế? Trước đây khi cậu không vui toàn kêu ầm lên là đòi ăn dưa hấu đó thôi. Ta không hiểu, Hồng Hồng giống như biến thành người khác vậy. Theo ta thì cậu phải nghĩ thế này. Ban đầu lúc cậu xuống núi hẳn là không nghĩ đến việc mình còn có thể có ngày gặp lại tỷ tỷ, đúng không? Nhưng giờ nhanh như vậy đã gặp lại tỷ ấy, cậu phải vui mới đúng. Nhưng mà ta không vui chút nào cả. Cậu hối hận khi rời khỏi Đồ Sơn rồi à? Rồi sẽ có người mở ra con đường để nhân và yêu hòa bình. Đúng vậy. Cậu xem, 3 năm nay cậu luyện ra được bao nhiêu pháp bảo cho nhân tộc. Hơn nữa, cậu cũng đã hóa giải bao nhiêu mâu thuẫn giữa người và yêu, họ đều khắc ghi trong lòng. Hơn nữa, cho dù là trong Nhất Khí Minh, tiếng nói hành động của cậu ngày càng có trọng lượng. Cảm ơn tỷ quan tâm ta. Cũng chỉ cần tỷ quan tâm ta thôi. Thằng ranh này, có ta quan tâm cậu vẫn chưa đủ à? Chuyện này để A-Lai biết, có khi chàng ấy lại ghen đó. Cười rồi à? Cười được là tốt rồi. Ăn dưa đi. Tỷ ăn không? Ta không ăn, mang cho cậu mà. Không xong rồi, có người mô phỏng tỷ tỷ dùng móng kết duyên với xích thiểm. Đại đương gia, Nhã Nhã, sao chàng lại đưa cậu ta đến đây? Không ngăn được, ta nói rồi, tỷ không nhốt được ta đâu. Ngươi thoát ra từ lúc nào vậy? Đừng bảo là tỷ lại nghi ngờ ta giết xích thiểm đấy nhé. Sao ngươi biết xích thiểm bị sát hại? Tỷ tỷ ta làm chứng, cậu ấy vẫn luôn ở trong lao, không đi đâu cả. Còn thì do ta nói nên cậu ấy mới biết. Muội đến nhà lao làm gì? Ta đủ rồi. Ta đến chính là lần cuối cùng. Ta không phải gián điệp. Gián điệp thật sự là kẻ đang ẩn mình đã giết xích thiểm. Linh điệp tối hôm đó nhất định có liên quan đến hắn. Đấy chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Tỷ nghi ngờ ta cũng không phải chỉ vì suy đoán thôi sao? Hai người cứ nói đi. Ta và Nhã Nhã đi xem trên người xích thiểm còn manh mối nào không đã. Đi nào. Ta đi đây.
Ngươi đợi gì nữa? Chuyện này đã chứng minh ta không phải gián điệp. Thay vì dồn tâm sức nghi ngờ ta, thì đại đương gia hợp tác với ta có hơn không? Vừa bắt được ác yêu, lại tìm ra được âm mưu phía sau. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy ta chỉ có thể để gia tộc Nam Cung đến hợp tác với tỷ thôi. Ngươi uy hiếp ta? Nếu tỷ cứ phải hiểu như vậy thì cũng được. Được, ta đồng ý thả ngươi ra. Nhưng ngươi cần đảm bảo không được theo dõi ta. Hơn nữa trong thời gian hợp tác, phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Đồng ý. Được rồi, chỉ cần tiện đến đây thôi. Tỷ tỷ, Xích Đô dám tung tin Nhan Như Sơn và Lục Tiên Văn bị bắt ra, nghĩa là hắn đã cài bẫy ở Hỏa Long Cốc rồi. Tỷ vẫn nên để A Lai đi cùng đi. Không cần đâu, hai người ở lại canh giữ đồn sơn, hãy cẩn thận đấy. Tuy là vậy, nhưng lần này không thể biết trước được địa hình của Hỏa Long Cốc, lại còn có ác yêu phục kích ở đó. Nếu như công tử A Lai có thể đi cùng thì sẽ tốt nhất. Nếu là Quynh sợ thì sao không ở lại đồn sơn đi? Dù sao thì thuốc giải đã được giấy hết cả rồi, có đúng không? Quynh có đi cũng là gánh nặng thôi. Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào ta cả vậy? Ta nói thật mà, đừng nhìn nữa, ngại lắm, xấu hổ lắm đây. Nếu Quynh ấy không đi, khí độc trong cốc mà có thay đổi gì thì ngươi đi giải quyết nhé. Ta... Nè, cũng không còn sớm nữa, mọi người hãy mau lên đường đi. Chàng có thấy vừa rồi tỷ tỷ nói chuyện hơi bị gay gắt quá không? Ta thấy thằng nhóc đó yểu xìu luôn rồi. Yên tâm đi, thằng nhóc đó sẽ không ủ rũ đâu. Càng rơi vào những tình huống thế này, cậu ta sẽ càng mạnh mẽ hơn.